tình hình hòa hợp dân tộc đang tốt đẹp khối đại đoàn kết dân tộc vẫn đang tốt đẹp tình hình đang rất tích cực kiều hối mỗi năm đều tăng việt kiều về nước ngày càng đông hơn xưa khoảng cách giữa trong và ngoài nước ngày càng gần nhau hơn những người còn chưa nhìn ra thì một ngày nào đó họ cũng sẽ nhìn ra nếu họ có lòng yêu nước thật sự tuy nhiên đối với những thành phần cực đoan bảo thủ cứng ngắc vẫn chơi chơi như bức tường khúc gỗ cố ý không chịu hiểu ra vấn đề không nhận thức ra được vấn đề thì không cần quan tâm đến họ họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ mà dân tộc nào hay thời đại nào cũng vẫn sẽ tồn tại lịch sử sẽ gạt họ qua một bên và cũng có một thực tế là không có một chế độ nhà nước tầng lãnh đạo nào cầm quyền trên thế giới mà không bị một bộ phận chống đối bởi vì không thể nào phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Trong một nước và trong dân luôn có những lợi ích đối lập và mâu thuẫn, lợi cho người này thì thiệt thòi cho người kia. Cho nên giỏi lắm, cố gắng lắm, có là thiên tài lãnh đạo đi nữa thì cũng chỉ có thể phục vụ cho đại khối dân tộc đa số nhân dân còn thiểu số kia không hài lòng thì vẫn sẽ cứ chống báng thế thôi vấn đề là nếu lãnh đạo tốt thì số người chống sẽ càng ít và người ủng hộ chế độ sẽ càng nhiều lãnh đạo dởm thì số người chống sẽ càng nhiều và người ủng hộ sẽ càng ít đó là một nguyên lý bất biến xưa nay đã được nhân loại chứng minh cho nên nếu ông lãnh đạo tốt ông là người tốt ông làm cho đất nước và xã hội được tốt, ông tạo điều kiện thuận lợi cho việt kiều về nước làm ăn, sinh sống, sinh hoạt thì sẽ có hòa hợp dân tộc và vấn đề đoàn kết dân tộc sẽ được tốt. Đoàn kết dân tộc là chuyện của toàn thể đồng bào của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, bao gồm cả các dân tộc người thượng và cả các dân tộc khác trên lãnh thổ Việt Nam cũng công dân việt nam có nguồn gốc dân tộc khác bao gồm mọi tầng lớp giai cấp và tôn giáo việt nam gồm cả toàn thể kiều bào hải ngoại đoàn kết dân tộc không có nghĩa là sự hòa giải giữa công dân việt nam với cái đám ba que hay ngồi nhậu ngẫm nghĩ hồi tưởng luyến tiếc cái thời làm tướng làm tá ăn trên ngồi chốc tự sướng trong hơi men bia rượu ở khu phước lộc thọ Kali hay những băng nhóm chống cộng dạo ở thủ đô tệ nạn Sài Gòn nhỏ. Những kẻ khủng điên ba trợn đem cả Sài Gòn sang Kali lưu vong theo họ. Và thực tế, ngày nay bọn đó chỉ là thiểu số rất nhỏ ở Texas Giát và Kali là hai tiểu bang mà các băng đảng hoạt động dân chủ dạo, chống cộng dạo, hùng hằng nhất. Thì nói gì đến toàn nước Mỹ, toàn hải ngoại? họ chỉ là thiểu số, còn đại đa số Việt kiều hải ngoại lo đi cày trả đủ thứ tiền là chính, chống cộng cái nỗi gì, chính trị chính em cái nỗi gì, thời gian đâu mà quan tâm đến chính trị hay chống cộng. Một số người đã nhầm lẫn vô cùng nghiêm trọng giữa tầng lớp thiểu số to tiếng với tầng lớp đa số thầm lặng. Những kẻ kia to mồm hung hăng, nói nhiều, viết nhiều, gửi bài nhiều, đăng bài nhiều một tên quản lý cả chục trang web và bờ lốc chống phá, xài nhiều nick quậy trên Internet. Họ làm việc có lương bổng nhưng họ tuyệt đối không phải là đa số ở hải ngoại, ở Mỹ hay thậm chí ở Texas, Cali. Bạn nào không tin thì cứ du lịch qua Texas này đến thành phố đông người Việt nào đó như Houston, Dallas, Arlington, rồi tùy tiện đến ai đó, rồi rủ đi biểu tình chống cộng, họ sẽ nhìn bạn như nhìn một người hành tinh khác mới xuống trái đất. Vực dậy thầy ma thì không tránh khỏi buộc phải nhớ lại nó. Đối với những người chống cộng thì giống như là chích thêm một liều ma túy cho họ thêm phê và cơn cuồng cơn nghiện lại tăng dần, bệnh càng nặng dần. Còn đối với những nạn nhân chiến tranh, nạn nhân tội ác mỹ ngụy thì ở Việt Nam đang có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người thầm lặng, nhất là ở nông thôn và khi bị gợi lại những hình ảnh việt nam cộng hòa thì không khác gì một cơn ác mộng giống như bị hành hạ tra tấn tinh thần tức là khơi dậy và vực dậy một con quỷ dữ cản trở và gây hại cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc nếu cứ vực dậy thây ma thế này thì những năm sau sẽ càng có thêm nhiều nguyễn phương uyên Đình Nguyên Kha và những tên tự dinh tê, tự chiêu hồi, tự diễn biến khác bị tổ chức khủng bố Việt Tân mua chuộc và đi giải cờ ba que khắp nơi, chứ không còn chỉ ở Long An. Mặc dù giấc mơ hoang tưởng khôi phục lại ngụy quyền bán nước chỉ là một niềm tin tuyệt vọng và bệnh hoạn, vốn đã trái ngược thực tế ngay từ đầu, nhưng nó vẫn có thể gây bất ổn xáo trộn chính trị xã hội của nước ta và tôi nhắn với bạn nào không hiểu đúng bản chất cuộc chiến chống mỹ nhưng vẫn kêu gào đòi hỏi vực dậy thây ma phục dựng thây ma để đoàn kết dân tộc các bạn đừng đòi hỏi người khác phải làm theo sự ngu dốt của các bạn đừng bắt người khác phải ngu dốt như mình ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại và kết quả bê bối của trò trang điểm thây ma vừa qua đã cho thấy điều đó ai đoàn kết đoàn kết nào đoàn kết ở đâu sau khi trang điểm thay ma xong có thấy đoàn kết hơn gì không hay kết quả thực tế đã cho thấy là còn rối ren rạn nứt chia rẽ gây phẫn nộ hơn các bạn bị cái gì vậy các bạn ăn phải cái gì vậy nói thẳng ra là tại sao các bạn ngu đến như vậy các bạn chỉ biết đến cảm nhận của một bộ phận rất thiểu số trong khi không cần biết đến cảm nhận của ai khác của đại khối dân tộc việt nam những kẻ lưu manh cơ hội về chính trị kinh tế ngoài những người có ý tốt có lòng tốt có mục đích tốt nhưng do những hạn chế về suy nghĩ nên họ mới làm vậy thì còn có những kẻ lưu manh chính trị có mục đích xấu hoặc vì lợi ích cá nhân biết sự thật nhưng vẫn nói láo hoặc chưa bao giờ quan tâm tới sự thật truyền thông chế độ sài gòn các cơ quan chiến tranh tâm lý ngụy trước giải phóng và báo chí chống cộng ở hải ngoại ngày nay làm vậy để chạy tội cho mỹ ngụy ngụy tạo lịch sử viết bậy lại trận hải chiến chạy tội để cho hoàng sa bị trung quốc thụ đắc rồi sau đó sát nhập vào lãnh thổ trung hoa họ còn muốn che giấu hoặc phi tang các hiện tượng mờ ám đáng nghi các lều báo lá cải muốn câu thêm khách câu thêm view nhiều view nhiều khách thì mới có quảng cáo có thu nhập bất chấp đạo đức nghề nghiệp vì đô la bất chấp tất cả cạnh tranh không lành mạnh với những tờ báo đàng hoàng tử tế có ý thức bảo vệ lịch sử và họ càng có động cơ động lực làm điều đó hơn trong tình hình một số báo đang gặp nợ nần và gặp khó khăn tài chính hiện nay tóm lại nguyên nhân chủ yếu là tiền họ muốn tạo điều kiện tạo cơ hội tạo ra chủ đề tiền đề để công kích cụ hồ và cụ phạm văn đồng khai thác và xuyên tạc công hàm phạm văn đồng bác hồ là người lãnh đạo cao nhất lúc này nên chúng nó càng có động cơ xuyên tạc để công kích cả hai người cũng như công kích cách mạng việt nam cộng sản việt nam còn để dễ bề tuyên truyền rằng quân lực việt nam cộng hòa đã anh hùng hy sinh giữ đảo họ tăng cường rêu giao về công hàm phạm văn đồng chạy tội cho bản thân và cho quan thầy đổ tội cho việt nam dân chủ cộng hòa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thậm chí chụp mũ vu khống rằng đảng cộng sản việt nam đã bán nước dâng biển và là tay sai của trung cộng xin được nhắc lại Công hàm Phạm Văn Đồng không có một chữ nào nói về Hoàng Sa và nó chỉ ghi chép rõ ràng là Việt Nam tôn trọng 12 hải lý lãnh hải Trung Quốc đúng theo thông lệ quốc tế và sau này con số 12 hải lý đó đã trở thành luật pháp quốc tế. Ngoài ra, tất cả những cái khác đều là Trung Quốc suy diễn, xuyên tạc, tuyên truyền theo lợi ích và lòng tham của họ bọn tàn dư ngụy là bọn bán nước nên không có gì lạ khi chúng hùa theo xuyên tạc của Trung Quốc giúp chứng minh Hoàng Sa đã bị bán cho Trung Quốc có nghĩa là của Trung Quốc nói chung cái rõ ràng không thể tranh cãi là 12 hải lý lãnh hải Trung Quốc và không có chữ Hoàng Sa nào trong đó còn tất thảy các ý khác đều là suy diễn đều là người Trung Quốc tự suy diễn đơn phương với sự nhắm mắt hùa theo của bọn bán nước người Việt. Cho nên đương nhiên nó không có giá trị bằng chứng. Ngoài Trung Quốc và bọn bán nước người Việt ra, không một người có học nào trên thế giới này diễn giải ý nghĩa công hàm Phạm Văn Đồng theo kiểu đó. Họ muốn quảng bá gián tiếp cho chính quyền Sài Gòn, làm đẹp hình ảnh quân đội Sài Gòn và cái gọi là chính nghĩa cờ vàng muốn xuyên tạc lịch sử để chính danh hóa chính thống hóa chính nghĩa hóa hợp pháp hóa hợp thức hóa một đội quân tay sai họ muốn rửa mặt xóa tội chạy tội cho ngụy sài gòn họ muốn duy trì thây ma để phá hoại chia rẽ dân tộc tuyên truyền xuyên tạc chia rẽ bắc nam tiếp tục nuôi dưỡng và đầu độc người khác cái khái niệm quái gở của thực dân pháp là bắc kỳ với nam kỳ để chia rẽ dân tộc phá hoại đoàn kết dân tộc. Cái thầy ma xác sống gọi là Việt Nam Cộng Hòa này chính là vật cản cuối cùng cho khối đại đoàn kết dân tộc. Hội chứng Việt Nam Cộng Hòa luôn chen giữa và cản trở đoàn kết dân tộc. Nó nuôi dưỡng tâm lý đối nghịch cộng sản của bọn chống cộng, phản động, nhất là bọn tàn dư ngụy. Muốn đoàn kết dân tộc thì phải chôn vùi, chôn sâu và chôn hẳn nó đi, không thể để nó đào mồ sống dậy hoài. Do biết vậy nên những kẻ chống cộng luôn luôn bám vào chiếc phao hải chiến Hoàng Sa này, dùng chiếc phao hải chiến Hoàng Sa này để giữ lại hình ảnh Việt Nam Cộng hòa, giữ lại chính nghĩa cờ vàng. Đó là lý do vì sao hàng năm đến hẹn lại lên, tất cả các trang phản động nguy hiểm nhất từ rfa đến voa đến khủng bố việt tân đến chống cộng cực đoan đến các bờ lốc đen đều có những bài sử dụng hải chiến hoàng sa để tâng bốc quân đội ngụy mục đích của họ là duy trì cái gọi là chính nghĩa việt nam cộng hòa họ muốn tạo điều kiện thuận lợi để tuyên truyền xuyên tạc cào bằng lịch sử phủ nhận chiến công của quân dân việt nam và thành quả cách mạng phủ nhận công lãnh đạo của đảng đối với hai cuộc kháng chiến giành độc lập họ dùng hải chiến hoàng sa để ngụ ý ám chỉ rằng đây là cuộc nội chiến họ cao bằng lịch sử lẫn lộn người cứu nước và kẻ phản dân biến và nâng tầm kẻ phản dân lên thành người cứu nước hoặc kéo người cứu nước xuống ngang bằng với kẻ bán nước tóm lại là cao bằng lịch sử và cao bằng mọi giá trị họ muốn kích động làm nóng và khoét sâu chia rẽ thêm muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã nhạy cảm với trung quốc mỹ và phương tây muốn lợi dụng việt nam làm quân tốt chống trung quốc cho bọn họ bọn phản quốc người việt thì muốn khai thác tận dụng sự chia rẽ việt trung để gây bất ổn cho việt nam việt nam có bị dạn nứt thì chúng mới có cửa bước chân vào chính trường Bài học của hải chiến Hoàng Sa là gì? Có lẽ có rất nhiều bài học nhỏ có thể rút ra từ sự kiện này, nhưng bài học lớn ở đây là đừng bao giờ mơ hồ lầm đường lạc lối mà đi lính ngụy cho giặc xâm lược. Bởi vì giặc xâm lược chỉ coi trọng xương máu quân đội viễn trinh từ chính quốc, chứ không bao giờ coi trọng xương máu của ngụy quân bản xứ. Về chiến tranh Mỹ-Việt 1954-1975, trên thế giới này xưa nay không ai coi trọng ngụy quân sài gòn người việt nam không coi trọng quân đội này đã đành nhưng kẻ coi thường quân đội sài gòn nhất lại chính là mỹ hải chiến hoàng sa không phải là lần duy nhất mỹ thí quân ngụy trong suốt cuộc chiến tranh mỹ việt không quân mỹ đã rất nhiều lần dội bom lên các đơn vị ngụy quân giết chết không biết bao nhiêu người sau đó họ tỉnh bơ tuyên bố là dội bom lầm trong khi đó, suốt cuộc chiến 21 năm không hề có chuyện lính ngụy dám bắn lầm vào lính Mỹ, thậm chí không nghe nói gì về chuyện lính ngụy bắn lầm. Nhưng trong cuộc xung đột 15 đến 20 phút ở Hoàng Sa thì bỗng dưng bắn lầm. Trong suốt cuộc chiến trên bộ, trong giáp chiến sát lá cà mà ông không bắn lầm trong khi đứng đấu pháo trên biển với địch không hề đánh sáp lá cà thì quân mình lại bắn nhầm quân ta tác chiến trên biển giữa các tàu chiến là đứng xa bắn nhau tức là khoảng cách của tàu hải quân sài gòn và tàu trung quốc là cách xa nhau thì làm sao lại có chuyện sơ ý bắn nhầm người mỹ không tôn trọng ngụy quyền là đúng bởi vì họ nghĩ rằng tao đến nhà mày mày chẳng những không cầm súng chống tao mà còn theo tao chống đồng bào ngay cả quê hương đất nước dân tộc mà mày còn phản được thì làm sao mày trung thành với tao người pháp đã từng nuôi mày như thế nào nhưng khi tao đến thì mày nhảy sang thuyền mới không chút áy náy cho nên một khi giặc xâm lược đến nhà thì không được cầm súng cho giặc không được theo giặc một là ông ra bưng biển chống xâm lược bảo vệ lãnh thổ hay là ông kiên trì chống bắt lính cho bằng được như tấm gương sáng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ quyết tâm không theo giặc, không đi lính cho giặc. Nếu quá nhiều người đi lính ngụy cho giặc xâm lược như vậy thì chính là đang nuôi dưỡng và kéo dài chiến tranh xâm lược, kéo dài ách cai trị thực dân mới của giặc Mỹ xâm lược trong vùng tạm chiếm ở miền nam việt nam trong đó bao gồm đất liền và hải đảo và như vậy thì cái giá của chiến thắng của độc lập là rất đắt sự hy sinh sẽ nhiều hơn và có thể cả một phần đất của ta bị mất do bị bọn xâm lược khác phỗng tay trên và đến giờ vẫn chưa thể lấy lại được quân dân ba miền nam việt nam đã giải phóng miền nam trong đó có chiến dịch giải phóng trường sa khỏi bàn tay của mỹ khỏi ách thống trị thực dân mới của mỹ và hải quân việt nam đã hy sinh không ít trong nỗ lực giải phóng trường sa bảo vệ đất nước sau giải phóng tất cả những vùng tạm chiếm còn lại của miền nam bao gồm phần lớn trường sa côn đảo phú quốc trở thành lãnh thổ của một nước việt nam độc lập không còn là lãnh thổ thuộc địa Tất cả những nơi này đã được giải phóng khỏi bàn tay của bọn cướp nước và bọn bán nước. Nhưng chúng ta nên thành thật tự hỏi, nếu không có ngụy quân ngụy quyền phục vụ cho giặc xâm lược thì cuộc kháng chiến chống Mỹ có dài đến năm 1975 để mà năm 1974 Việt Nam bị quân xâm lược khác chiếm đóng và sát nhập thành chính một phần lãnh thổ hay không? có bị giặc xâm lược đem lễ vật hoàng sa làm quà tặng cho bọn xâm lược khác hay không và tình trạng nhiều bài báo viết sai lập trường sai quan điểm sai nội dung sai thông tin và sau đó phải bị gỡ bỏ vừa rồi đã cho thấy một nguyên lý không có ý thức chính trị nhận thức lịch sử chuẩn xác tuyệt đối thì không thể làm công tác văn hóa và đặc biệt là nhận thức thật đúng thật chính xác về bản chất cuộc kháng chiến 10.000 ngày chống Pháp Mỹ 1945-1975 vì cuộc chiến này lâu dài, dai dẳng và tác động nhiều đến chính trị ngày nay. Hầu hết, những kẻ chống phá Việt Nam ngày nay là những kẻ hậu duệ hoặc có liên quan đến ngụy quyền cũ, từng thọ ân huệ của Mỹ và ngụy quyền, có lợi ích gắn liền với Mỹ ngụy hoặc những người không hiểu đúng bản chất lịch sử của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 1945-1975, từ đó đưa tới môn vàn nhận thức chính trị lệch lạc, phản động khác. Bài học của trò cao bằng lịch sử vực dậy thay ma, nhân danh đoàn kết để phá hoại đoàn kết vừa qua là gì? Kết quả của sự kiện vừa qua đã cho thấy rằng đoàn kết dân tộc luôn luôn phải đồng hành với lịch sử đúng đắn của dân tộc, với hệ giá trị ngàn năm của dân tộc và với sự thật những gì đã diễn ra và phải lấy đó làm nền tảng nếu phá bỏ nó sẽ đưa tới phản tác dụng tác dụng ngược ngay tức khắc và kết quả phản ứng phẫn nộ của dư luận cộng đồng thời gian qua đến nỗi ban tuyên giáo phải can thiệp và các báo phải gỡ bài dừng bài vừa rồi cũng như những sự kiện bi quan mất lòng tin của những người yêu nước cảm thấy bị hụt hẫng phản bội hay những tâm lý hưng phấn lên tinh thần của bọn khủng bố Việt Tân, bọn phản động tàn dư Ngụy Ba Que để cho họ thấy rằng sự chống phá của họ bao năm qua cũng có kết quả trông thấy và trò cao bằng lịch sử vực dậy thay ma vừa qua đã củng cố tinh thần cho bọn khủng bố Việt Tân và bọn phản động, giúp bọn họ có thêm niềm tin và sinh khí trong hoạt động chống phá và lật đổ làm cho họ hí hửng ăn mừng đã cho thấy rằng đoàn kết xuất phát từ sự cào bằng làm loạn lịch sử làm rối loạn tư tưởng nhiều người từ sự không trung thực thì sẽ gây nên đại họa phá hoại đất nước sẽ chia gây rẽ và phá hoại đại đoàn kết dân tộc gây xào xáo dư luận phân hóa dân tộc như những gì đã diễn ra trong mấy ngày hôm nay cho thấy nhiều năm qua thật ra một số nhà báo mình tưởng là cấp tiến trong báo chí trong nước cũng đã lăm le đăng vài bài xuyên tạc về hải chiến hoàng sa theo lối du kích công chúng nhận biết hết nhưng vì thương hại những người lính cộng hòa ở hoàng sa nên không phản ứng mạnh nghĩ thôi kệ đi không sao đâu nhưng cuộc tổng ca ngợi này đã vượt quá giới hạn của đạo lý và có thể cả pháp lý những bất bình về các bài vở như thế này từ mấy năm qua và nhiều bất bình khác cộng lại đã làm tức nước vỡ bờ gây bất bình phẫn nộ và gây hại cho mối đoàn kết đại dân tộc và ổn định chính trị xã hội của đất nước rốt cuộc đã bị thổi còi cảnh cáo người ta có thể bỏ qua một lần hai lần lần này lần kia nhưng không thể bỏ qua hoài như vậy được chính tôi cũng định bỏ qua, lười không muốn viết gì. Thời gian qua tôi cũng không viết gì nhiều do phần bận, phần lười, nhưng đã quá đáng đến mức này và tình hình vượt quá khỏi tầm kiểm soát thì đành phải lên tiếng dù không hề muốn. Bao Dung là một chuyện, nhưng mỗi năm anh cứ Quân lực Việt Nam Cộng hòa anh hùng 19 tháng 1 với quốc hận 30 tháng 4 đánh thức thây ma phục dựng trang điểm thây ma giải phẫu thẩm mỹ thây ma xuyên tạc bịp bợm đến mức độ này thì ai mà chịu nổi còn cái thây ma ở đó còn người tin vào cái thây ma đó thì làm sao mà đoàn kết dân tộc làm sao mà ổn định chính trị xã hội làm sao mà đất nước tiến lên nhanh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ngày xưa các bậc tiền bối cha anh hay căn dặn phải bám dân giữ dân tức là nhân dân là những người đã góp phần đưa đến thắng lợi cho cách mạng việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc chứ không ai đi làm hài lòng những người lầm đường lạc lối mà để mất dân thời bình ngày nay giặc ngoại xâm đã không còn hiện diện thì có thể suy ra trong cuộc chiến chống giặc rốt giặc đói chống lạc hậu trì trệ tiêu cực ngày nay cũng đúng với đạo lý đó Hy vọng qua bài học này, ai đó có trách nhiệm sẽ biết rút kinh nghiệm để sau này không còn để xảy ra tình trạng xuyên tạc, cao bằng lịch sử, vực dậy trang điểm thay ma, tô son điểm phấn thay ma, khinh thường và lừa đảo độc giả như vừa qua nữa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.